Chào các bạn đã quay trở lại với hỏi đáp số 33. Hôm nay chỉ có mình thôi, nhưng mà vẫn hình bóng của Tài ở đây. Mày cứ xem Tài là con cạc này nha. Tại vì Tài thì thời điểm hiện tại đang đi ra Hà Nội để công tác được các bạn. Và các bạn cũng biết đó, Givin cũng đã khai trương một showroom ở Thái Hà, Hà Nội. Các bạn có thể ghé qua bên đó để bạn mua hàng bất cứ lúc nào nếu bạn là người Hà Nội hoặc là người miền Bắc nha. Đặt hàng ở đó cho nó gần. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay vào số hỏi đáp ngày hôm nay với những câu hỏi rất là chất lượng nha. Xin mời. Và câu hỏi đầu tiên đến từ một bạn mang tên là Shirin CTP. Bạn có hỏi là: Chào Givin, mình thắc mắc là nghẹn cổ chai do CPU yếu hơn Vega thì có gây ảnh hưởng xấu gì hay không? Mình đang tính mua một 660 Super cho con i3-9100F để chơi Genshin Impact Max Setting. Mong Givin giải đáp. Ok, đầu tiên thì mình nói cho các bạn về cái vé đầu tiên đi, giải đáp thắc mắc cho bạn ha. Là nghẹn cổ chai có gây ảnh hưởng xấu gì tới dàn máy của bạn hay không? Xin thưa các bạn là không xấu gì cả. Chẳng qua là nếu như bây giờ các bạn, bây giờ mình lấy một cái ví dụ để bạn chơi game và bạn cần con card của bạn phải chạy tối đa công suất, nhưng mà CPU lúc này nó không đủ sức mạnh, không đủ IPC để có thể cung cấp cho con Vega một số lượng FPS nhất định, tức là CPU nó sẽ phải dựng một cái khung trước, xong rồi nó mang cho con Vega để render. Thì nếu như bây giờ Vega nó không lấy đủ khung hình thì nó sẽ không hoạt động đủ được cái công suất tối đa của nó. Vậy thì nó sẽ gây lãng phí về mặt hiệu năng. À, đó. Vậy nên nó là cái tối ưu nhất ở trong một cái dàn máy là bạn nên cân bằng sức mạnh của tất cả linh kiện với nhau để đảm bảo cho không có nghẹn cổ chai xảy ra. Đó. Còn trong cái trường hợp này của bạn á, thì bạn đang cần mua một con 1660 Sub để chạy với i3-9100F trên tựa game Genshin Impact và bạn đang cần chơi Max Setting. Ở trong cái trường hợp này là mình đang xét ở Full HD nha, thì con i3 này nó vẫn đủ sức mạnh để cho các bạn được cái trải nghiệm mượt mà nhất của Genshin Impact ở 60fps ở Full HD. Tuy nhiên á, nếu như bạn xét qua những cái tựa game khác nặng hơn, cần về sức mạnh của CPU nhiều hơn mà lấy đơn cử như là Apex Legends, một tựa game ăn rất nhiều nhân CPU, mà lấy đơn cử thôi như là một cái tựa game khác như là Shadow Tomb Raider hay những tựa game AAA khác nặng hơn, thì con Core i3 này nó không đủ sức để kéo được con 1660 Super tối đa công suất và tối đa hiệu năng. Vậy nên nó là đẹp nhất thì mình nghĩ là bạn bên cạnh cái việc là nâng cấp Vega thời điểm này để bạn chơi Genshin, nếu như sau này cái nhu cầu của bạn có thay đổi để chơi những tựa game khác thì bạn cũng nên nâng cấp thêm cả CPU hay là thậm chí cả RAM cho cái hệ thống của bạn nó chạy được mượt mà và tất cả những linh kiện, cả những linh kiện vệ tinh xung quanh con CPU nó được chạy tối đa hiệu suất của nó. Thế nha, cảm ơn bạn. Và câu hỏi tiếp theo đó, bạn mang tên là Chassis MC. Bạn có hỏi là OBS có vừa quay màn hình vừa thu âm được cuộc gọi của mình và người khác không ạ? Ok, về cái phần này thì mình là một người livestream rất là thường xuyên cho các bạn, cũng như là call Discord ở trên cái kênh Discord riêng của mình là Bình Bê Hội Quán với những anh em cùng chơi game với mình. Thì mình có thể trả lời luôn cho các bạn nha, là được. Nó có thể ghi lại được luôn các cuộc hội thoại của bạn, kể cả trong livestream lẫn trong cái lúc mà bạn capture màn hình luôn. Thì cái việc mà bạn cần phải làm đó chính là optimize cho cái OBS này nó thu luôn cái âm thanh hệ thống của bạn. Thì lúc đó thì bạn vẫn có thể ghi lại cuộc hội thoại giữa bạn và một người khác. Dĩ nhiên là nó có thể ghi được rất nhiều cuộc hội thoại của rất là nhiều app khác nhau, miễn á cái app đó nó stick ở trên hệ thống của bạn và cái người bên kia không có mute mic đi là được, tức là không có tắt mic bên kia là được, tắt mic đi là thôi nha. Và câu hỏi tiếp theo đó, bạn mang tên là Đỗ Tuấn Huy. Bạn có hỏi là: Chào hai anh, hôm nay chỉ có một anh thôi nha. Em đang dùng MSI RTX 3060 Ti Ventus 2X thì khi em mở máy em lại không thấy quạt của Vega chạy. Em vẫn chưa mở game nặng hay gì hết, cho em hỏi là tại sao là như vậy, cảm ơn anh. Rồi, cái này thì nó thiên về nguyên lý hoạt động cũng như là cái cách tối ưu của các hãng dành cho những mẫu Vega hiệu năng cao sau này. Tại sao lại nói những con hiệu năng cao? Tại vì trước kia những con hiệu năng thấp á, nó chưa có tính năng này, do là thứ nhất á, là cái hệ thống tản nhiệt của nó chưa đủ và nó thường xuyên cần phải chạy để làm gì, để cho cái con GPU của bạn nó được mát mẻ. Nhưng mà dạo gần đây á, thì bên cạnh cái việc là phát triển của GPU, những cái nhân nó bắt đầu được sản xuất những tiến trình nhỏ hơn, thì các hãng cũng bắt đầu ý thức được việc á, là TGP của những cái con GPU này nó bắt đầu tăng lên và họ cũng trang bị cho nó nhiều cái hệ thống tản nhiệt khủng hơn. Vậy nên á, là những cái hệ thống này đủ tốt để có thể tản nhiệt được thụ động trong lúc mà con Vega của bạn không chạy những tác vụ nặng. Cho nên đó là thường những cái hãng sản xuất như bây giờ các bạn thấy như MSI nè, rồi kể cả Asus nè, hay là những cái mẫu đến từ Gigabyte, thì hầu hết đều sẽ có tính năng như là Quiet Mode hay là Silent Mode. Để làm chi? Khi mà các bạn sử dụng những cái tác vụ không nặng thì con Vega của bạn nó sẽ tản nhiệt thụ động mà không cần sử dụng tới fan, để con Vega của bạn nó không tiêu hao điện năng thừa trong cái lúc mà các bạn sử dụng những cái tác vụ nhẹ như vậy. Nhìn chung đó là một cái tính năng bây giờ hãng nào cũng trang bị rồi cho những con Vega hiệu năng cao, thì bạn sẽ thấy đó. Đặc biệt đó là 3060 Ti cũng là một mẫu GPU cũng ăn tương đối là nhiều điện. Và mình thấy là đa phần các hãng bây giờ đều sẽ optimize cho Vega bắt đầu chạy cái fan của nó ở cái ngưỡng nhiệt độ trên 45 độ C hoặc là trên 50 độ C, thì tùy từng hãng các bạn ha. Và câu hỏi tiếp theo đó, bạn mang tên là Minh Đăng. Bạn có hỏi là cho em hỏi là kẹt đồ họa một fan với hai fan thì chơi game có khác biệt gì về FPS hay không? Cụ thể ở đây là bạn đang hỏi về mẫu 1650. Ok, thì bây giờ mình nói xét trên cùng một con GPU đi. Ở đây trường hợp của bạn là con 1650 ha, GTX 1650 của Nvidia. Thì
ở những mẫu hi-fi fan thường nó sẽ là những phiên bản OC sẵn, tức là được ép sung sẵn ở nhà máy. Cho nên là bạn sẽ thấy là đa phần những cái mẫu đã được OC sẵn đó, à, nếu như nó có viết sẵn ở trên cái hộp của bạn thì nó sẽ có mức FPS, mức hiệu năng ở trong game thì nó sẽ tốt hơn từ 1 cho tới tối đa là khoảng hơn 2% chút xíu ở trong tùy tựa game của bạn ha. Và thêm một cái nhấn mạnh cho các bạn nữa là thường những mẫu 1 fan nó sẽ có khả năng tản nhiệt không tốt bằng so với những mẫu 2 fan, và cũng như là nó cũng sẽ ồn hơn. Đấy, và nếu như bạn cứ tưởng tượng đơn giản thôi, lúc đó con Vega của bạn nó đang nóng mà cái 1 fan nó không có tản nhiệt hiệu quả thì FPS trong game của bạn nó cũng sẽ không ổn định bằng những cái con 2 fan. Và cũng như có thêm một cái yếu tố nữa, đó là về độ ồn. Đấy, giả dụ như là cả hai con Vega đó đều cần một cái mức nhiệt độ hoạt động lý tưởng là 70 độ đi, à, cùng duy trì được 70 độ C, nhưng mà một fan nó sẽ phải chạy ở một cái vòng quay, số vòng quay nó nhiều hơn thì nó sẽ gây ra tiếng ồn nhiều hơn so với những mẫu 2 fan. Nhìn chung là những mẫu 2 fan nó có rất là nhiều những cái lợi thế so với những mẫu 1 fan. 1 fan đa phần là dành cho những cái bộ máy mà có những cái case có cái không gian bên trong quá nhỏ, hay là khi mà các bạn build những cái case ITX thì lúc đó bạn mới nên ưu tiên mua những con 1 fan. Còn nếu bây giờ mà cái tình trạng kinh tế của bạn cho phép bạn có thể lên thêm tiền để bạn mua những con 2 fan và cũng như là OC luôn, thì mình nghĩ là bạn vẫn nên ưu tiên lựa chọn những con 2 fan và đến OC sẵn ha. Cảm ơn bạn. Và câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay đến từ bạn mang tên là Just ABC. Bạn có hỏi là cho em hỏi là giữa combo là 12100F, tức là Core i3 thế hệ mới nhất, kẹp với lại RX6600 và 12400F kẹp với lại 2060 thì combo nào có hiệu năng tốt hơn? Chỉ chơi game FPS lâu dài thì 3A và edit video nhẹ nhàng. Bây giờ thì mình chỉ xét riêng về cái trường hợp của bạn là có chơi game, chơi game AAA cũng như edit video nhẹ nhàng, thì coi như là bạn làm những cái sụt dưới 4K đi. Đấy, thì mình vẫn thấy cái combo đầu tiên của bạn là Core i3 kẹp với lại RX6600 nó vẫn ngon hơn. Tại vì thời điểm hiện tại cả hai con này đều có mức giá bán gần như là xem nhau, nhưng mà 6600 thì nó lại mạnh hơn so với 2060 trong những tác vụ chơi game. Và cũng như bây giờ nếu bạn xét trong cái trường hợp là bạn sử dụng cho Adobe, đặc biệt ở đây là bạn editing video và bạn làm với Adobe Premiere đi, thì Adobe đều đã hỗ trợ cả AMD lẫn Nvidia với những cái tính năng như là GPU Acceleration rồi, tăng tốc bằng GPU, cho nên á là mình thấy hai cái này nó cân kèo nhau. Còn xét về cái việc là chơi game thì 6600 nó vẫn mạnh hơn, cho nên nó là thực ra là mình vẫn ưng cái combo đầu tiên hơn. Nhưng mà nếu như bạn sau này á còn có thêm những cái tác vụ liên quan tới 3D và cũng như là bạn chơi game AAA mà có sụt ray tracing, lúc này là bạn cần phải trải nghiệm thêm ray tracing, đó là hiệu ứng đổ bóng rồi tính toán ánh sáng thời gian thực ở trong game đấy, thì bạn sẽ thấy là bạn cần một con RTX hơn. Tại vì những con RTX nó sẽ có nhân ray tracing và bên cạnh đó nó còn có nhân tensor core, thì khi mà các bạn sử dụng cho những cái tác vụ về làm việc như CAD kỹ thuật này, CAD CAM á, rồi làm 3ds Max, rồi bạn còn làm thêm những cái liên quan tới làm model, thì những cái con RTX nó lại có lợi thế hơn. Đấy, nên là bây giờ tạm thời nha, cái nhu cầu của bạn như vậy thì mình vẫn chốt là cái combo 1. Nhưng mà sau này nếu như mà cái nhu cầu của bạn nó có thay đổi đi, và bây giờ bạn nhận thức được rằng nhu cầu của bạn sẽ thay đổi theo từng năm, và chắc chắn bạn cũng sẽ sử dụng những phần mềm khác cần liên quan tới yếu tố kỹ thuật và 3D, thì bạn nên chọn combo thứ hai. Nó vẫn cân kèo hơn, tức là nó vẫn cân bằng hơn trong tất cả những mọi tác vụ, và giá của nó thì không chênh lệch nhiều. Thế ha, cảm ơn bạn rất nhiều. Ok, vậy là cũng đã kết thúc hỏi đáp số 33 rồi. Chỉ có một mình thôi, nhưng mà hy vọng là mình đã đem tới cho các bạn những câu hỏi rất hay, và cũng như là giải quyết được cho các bạn những cái thắc mắc mà các bạn đang thắc mắc bấy lâu nay. Và cũng đừng quên là Given sẽ lên sóng hỏi đáp 2 lần trong một tuần. Và các bạn cũng đừng có quên đặt những câu hỏi thật sự là chất lượng xuống dưới phần comment nha. Tụi mình sẽ lọc ra những câu hỏi thật sự là hay cũng như là nhức nhối nhất của các bạn để trả lời thật là kịp thời cho anh em. À, bên tay trái của mình đây đang là một con Asus Duo 2060 nha. Mức giá bán thời điểm hiện tại chỉ có 7 triệu rưỡi thôi. Mình đang sắp sửa làm review về nó. Các bạn nếu như cần theo dõi thì nhớ đón xem nha. Còn bây giờ thì cảm ơn bạn đã xem video tận giờ phút này. Đừng quên để lại một like, một share, một subscribe cho cái áo mới của mình nha. Áo đẹp không? Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Peace.